Hot Girl phá tủ trộm tiền mừng cưới và cái kết đến rất nhanh. Vào trưa ngày 24 tháng 10 tại Phúc Thọ, Hà Nội. Như vậy là chúng ta đang có mặt tại một đám cưới. Vâng. Rồi, Hot Girl chúng ta đâu? Đây rồi. Như vậy Hot Girl đi ra rồi. Đấy. Rồi, như vậy là em ăn mặc một bộ váy màu trắng và tay đang cầm một chiếc túi rất to sau khi phá một chiếc tủ đựng tiền mừng cưới của cô dâu chú rể. Em đã lấy toàn bộ số tiền trong đó và đút vào trong cái túi mang ra ngoài xe luôn. Lúc này thì chưa có ai phát hiện ra điều này, nhưng mà camera đã ghi lại được em. Rồi như vậy em lên xe rồi. Lên xe và rời đi luôn. Trời ơi, rất là phong cách luôn. Phi thẳng vào trong đám cưới, không biết đám cưới nhà ai luôn. Phá thẳng tủ, lấy thẳng tiền mừng cưới rồi lượn luôn. Theo những gì được chia sẻ thì em đã gây ra 4-5 vụ tương tự như thế này rồi. Vâng, đây là chiếc tủ mà em gái đã phá ra và lấy tiền mừng trong này. Đấy. Sau đó rất nhanh thôi, em đã được bế luôn thả lên đồn. Nhưng mà không biết là tiền thì em đã tiêu đâu hết luôn. Vụ này khả năng là em đi cũng người đấy, đi cũng khá dài đấy. Các bạn hiện tại đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.